Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các em học sinh thân mến, mùa xuân đến sẽ mang tới mang theo những cái niềm vui và những cái hy vọng mới, và để tăng thêm niềm vui và sự phấn khởi trong buổi học đầu năm, cũng như là để tăng thêm cảm hứng cho toàn học mới, thì nhà trường sẽ gửi tới các em một món quà đầu xuân thông qua chương trình hái lộc đầu xuân. Và chúng ta có thể quan sát lên sân khấu, mặc dù Tết đã đi qua rồi nhưng mà ngày nào hôm nay mà chúng ta vẫn rất là tươi thắm sắc xuân, đúng không? Và đặc biệt là trên đó là rất nhiều những cái phần quà nằm trong với địa chỉ đang đợi chờ chúng ta. Không biết là trong buổi sáng nay những bạn nào có đủ tài năng và may mắn có thể làm chủ những gói đi xì này, thì chúng ta cùng bước vào trò chơi. Thế đề của trò chơi thì cô Hoàng Nhân vừa nêu, và nhà trường cũng đã gửi tới các lớp. Chúng ta về xem đi nhà. Rồi chúng ta lưu ý là mỗi một câu hỏi chúng ta có tối đa 30 phút để suy nghĩ trả lời. Trong khoảng thời gian 30 giây, trong 30 giây chúng ta có câu trả lời đúng thì sẽ được lên hái lộc. Nếu sai thì chúng ta còn hai câu hỏi tiếp, một câu chú ý nhá. Sai chúng ta còn hai câu hỏi tiếp. Nhưng nếu như trong 30 giây mà chúng ta không có giơ tay trả lời là toàn bộ khối đồ án bất cứ trả lời luôn. Hai quyền trả lời còn lại sẽ dành cho các khối khác. Được chưa? Cho nên 30 giây đầu tiên rất là quan trọng. Thôi đây chúng ta cùng đến với câu hỏi của cô Sáu. Cô Sáu sẵn sàng chưa nhỉ? Cô Sáu sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta cùng đến với câu hỏi của how many
students are there in your class? Mời các em nghe lại lần nữa. How many students are there in your class? Đó là chúng tôi, câu trả lời của bạn lớp 6. Bạn có tin được trả lời chúng tôi em lên sân khấu? Em trả lời câu hỏi của mình. Em trả lời câu hỏi của tôi. Em hiểu câu hỏi là vừa rồi là như thế nào nhỉ? Có bao nhiêu em nói một mức. Và em nói lại câu trả lời nào. Rồi, em nhớ câu hỏi như sau. Lớp bạn có bao nhiêu học sinh? Và như vậy bạn đã hiểu câu hỏi và câu trả lời của bạn là câu trả lời của bạn, xin mời cô Tuyết sẽ lên đánh giá phần trả lời của bạn. Lương Khánh Nam, Lương Khánh Nam lớp 6. Sau đây xin mời em nhận phần thưởng. Xin mời em lựa chọn. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng bạn Khánh Nam với phần thưởng 10.000 đồng. Nội dung của lớp 7 có 4 câu hỏi.
bạn thứ 7 đã sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta cùng đến với các câu hỏi của lớp 7. Và câu hỏi đầu tiên của lớp 7 sẽ là một câu hỏi tiếng Anh. Câu hỏi tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 7. Em chú ý chúng ta có hai lần nghe nhá. Nghe giọng chuẩn của chị Google luôn. How many classes does our school have this year? Ok, nghe lại lần hai. How many classes does our school have this year? Và chị nói bạn lớp ngoài đây. Chị mời em trả lời số liệu bằng tiếng Anh. Em hiểu câu hỏi như nào nhỉ? Có bao nhiêu lớp học trong trường của bạn? Chúng ta cùng kiểm tra. Năm nay trường mình có bao nhiêu lớp? Rồi, như vậy bạn đã hiểu đúng nghĩa câu hỏi đúng nhỉ? Và xin mời cô Thanh Huế lên nhận xét phần trả lời của bạn. Vâng, như vậy chúng tôi đã nhận được tín hiệu, cô Huế đồng ý với câu trả lời. Của bạn là số liệu là bao nhiêu? Số liệu là bao nhiêu? Bao nhiêu lớp em đọc? Tiếng Việt bao nhiêu lớp nhỉ? Vâng, tiếng Việt 14 lớp và tín hiệu của cô ấy đã đồng ý ok với bạn là 14 lớp. Bạn đã phát âm đúng với câu hỏi thứ hai. Xin mời bạn giới thiệu về bản thân và mời bạn nhận phát biểu. Lọc đó đấy. Vâng, xin chúc mừng bạn Nguyễn Gia Khánh lớp 7 đây. Mời em cho phát biểu của mình. Vâng, chúng ta không đang giao hộ. Có một tưởng thôi, không đang giao hộ tại trường chúng ta. Vâng, xin mời em đến phần thưởng của mình. Vâng, một phần thưởng đặc biệt là phần thưởng này sẽ được sự hưởng ứng của tất cả các bạn ở bên dưới. Chúc mừng bạn với phần thưởng là một tràng pháo tay. Vâng, xin chúc mừng em. Số bao nhiêu? Số 50.000, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Rồi, rất chính xác, xin chúc các bạn. Mời em giới thiệu về em mình nào. Rồi, xin chúc mừng bạn là Trung Kiên, học sinh lớp 7 đây. Bạn là nên con số chính xác 50.000, hy vọng bạn được vâng, bạn không được lì xì 50.000 mà bạn sẽ được một phần thưởng rất là ấn tượng, một siêu vũ khí của các bạn học sinh có thể biến ta sai chính đúng. Chúc mừng bạn với một phần thưởng là một cung tẩy. Rồi, chúc mừng em. Rồi, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 dành cho các bạn. Các bạn chú ý câu hỏi số 3. Trong văn hóa dân gian, tứ quý nghĩa là gì? Rồi, xin mời bạn lên tiếp bài C.
này, chưa thấy bạn làm thế này. Giơ tay cao lên. Xin mời bạn Hải Phòng. Xin mời em trả lời. Bốn mùa gì? Bốn mùa gì? Rồi chúng ta kiểm tra đáp án qua. Rồi rất chính xác. Thứ quý là bốn mùa xong là thứ đâu? Xin mời em giới thiệu về bản thân nào. Và chúc mừng bạn Trần Hải Phong lớp 7A. Xin mời em trong phần thưởng. Trời mưa này các ngồi sao nhỉ? Và chúng ta cùng đợi chờ phần thưởng của bạn Phong. Và xin chúc mừng bạn Phong với phần thưởng là 20 đồng. Xin mời em. Chúng ta đến với câu hỏi số 4 của khối 7. Nếu bác đặc sản của tỉnh Hải Dương chúng ta, Hải Dương của chúng ta là một miền đất rất là tươi đẹp và rất là đặc sắc. Một vòng rất xuất sắc trong những năm qua.
Tại sao em phải thích được cô nhỉ? À, bạn ấy lưu động ra luôn, là 4 trừ đi. À, 4 trừ 2 bằng 2. Thực ra thì phép 8 này có rất nhiều phép trừ đúng nhỉ? Nhưng chúng ta nhớ số bị trừ nó đúng bằng tổng của số trừ và hiệu đúng nhỉ? Cho nên tổng số bị trừ cộng số trừ cộng hiệu đúng bằng 2 bằng số bị trừ. Ta lấy cái tổng nó chia cho 2 là ra số bị trừ. Câu trả lời chính xác, xin mời em nhận phần thưởng của mình. Và chúng ta cái điều gì mà đang rất là hồi hộp. Vâng, thêm một siêu vũ khí của học sinh. Một siêu vũ khí giúp các bạn học sinh vẽ lên những ước mơ và biết điều, biết lên những hướng. Phần thưởng của bạn là một cái bút đi. Và xin chúc mừng bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồ Chí Minh sinh vào ngày tháng năm nào? Ngày 19 tháng 5 năm 1980. Một tràng pháo tay dành cho bạn. Một câu trả lời hoàn toàn chính xác. 1890. Và xin mời em về phần thưởng. Và xin chúc mừng bạn Trần Hải Yến, một câu trả lời chính xác, rất là tuyệt vời, và một phần thưởng lớp huy đồng. Xin chào, chúc mừng bạn. Câu hỏi sau dành cho khối 9 có nội dung như sau. Trong tác phẩm Chuyện Kiều của nhà Nguyễn Du, chị em Thuyết Kiều mang họ gì? Tiếp tục là một số lý do. Chị em Thuyết Kiều mang họ gì? Vâng, đã có tín hiệu trả lời. Xin mời bạn Đan ạ. Em có thể lấy ví dụ chứng tỏ điều đó được không nhỉ? Bạn nói là chị em thích kiểu mặc màu vương, em có dẫn chứng thêm được không nhỉ? Bạn nào đồng ý chị em thích kiểu mặc màu vương cho tay nào? Và rất nhiều bạn ủng hộ và chúng tôi cũng đồng ý mà. Chị em thích kiểu mặc màu vương, xin chúc mừng câu trả lời chính xác. Và xin mời em nghe phần thưởng. Chúng ta thấy trong tác phẩm Chuyện Kiều có một số câu thơ, đó là có nhà bên ngoài họ Vương. Vâng, xin chúc mừng bạn có một thưởng tiếp theo, cao nhất trong chương trình này. Với phần thưởng 100.000 đồng, xin chúc mừng bạn. Còn hai câu hỏi nữa, còn một câu hỏi nữa, chúng ta có chơi tiếp không? Rồi, được chơi lớp rồi. Tổng và hiệu hoa số bằng nhau và cùng bằng 9, thể tích của chúng bằng bao nhiêu? 30 giây dành cho lớp 9. Các lớp khác chúng ta trả lời cơ hội. Nếu như tổng và hiệu bằng nhau thì tích bằng bao nhiêu? Rồi, đã hết thời gian của lớp 9 rồi. Rồi, ta cho các khối còn lại. Xin mời bạn. Tiếp tục là bạn bạn đàn lớp 8C, xin mời em. Rồi, bạn rất tài năng. Bạn đã tạo cho mình rất nhiều cơ hội trong buổi sáng nay. Em sẽ biết tại sao nhỉ? À, rất chính xác, bạn đã làm ra rất là chính xác. Xin mời em chọn phần thưởng của mình. Tổng có hiệu ứng nhau chắc chắn phải không, sống không? Rất là chính xác. Vâng, bạn thêm một phần thưởng rất là nổ.